Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn unlike một cái page mà bạn thấy trên New Feed, mà mình chắc chắn rằng ở trên những khi bạn vào web mà có đăng nhập tài khoản Facebook thì nó sẽ ấn cho một cái bạn một cái nút like ẩn, điển hình như là trang, ví dụ như là ở trang này chẳng hạn, thì các bạn để ý rằng là khi mình di chuột ấy, nó sẽ có một cái nút like. Mình hoàn toàn không biết được là nó sẽ like được cái gì, nhưng mà chắc chắn khi bạn click vào thì nó sẽ là ấn like. Đấy, thì mình sẽ thử bấm xem nó là like gì nhá. Ấn một cái thì những cái điều cần thiết đây. Thì sau khi ấn like như này thì cái tài khoản Facebook của bạn lâu lâu sẽ xuất hiện trên New Feed những cái thông tin từ cái page này nó post ra. Bạn hoàn toàn không biết, và có khi là hoàn toàn không biết mình đã bấm vào, bởi vì bình thường các bạn không thể thấy được. Đấy, thì bây giờ sau khi bị như thế rồi thì muốn làm sao để mình xem tất cả những cái page mình đã like để mà gỡ đi ấy, thì các bạn làm như sau là vào trang Facebook của bạn, sau đó ấn vào tường nhà bạn. Thì ở cái chỗ xem thêm này, các bạn ấn vào chữ thích này, sau đó các bạn ấn vào các lượt thích khác. Thì đó, ở đây nó sẽ có cái là có những cái trang bạn đang lưu, và bạn di vào từng trang một. Ví dụ trang đã thích, bạn ấn chữ đã thích, bạn ấn chữ bỏ thích. Công việc này phải lặp đi lặp lại cho đến khi nào mà bạn cảm thấy là đã hết. Còn mình thì cũng không hiểu tại sao cái nick của mình cũng nhiều đến như thế. Do chỉ là do lướt web vào một số trang web đặt cốt lại ẩn, đúng không? Rất là khó chịu. Đấy, rất là đơn giản và nhanh. Và cách thứ hai, các bạn có thể vào được nhật ký hoạt động này. Ấn vào cái nút này, vào nhật ký hoạt động này, thì bạn đã thấy là mình đã thích một cái trang cầu thông tin, mà trong khi đó là vừa lấy mình vừa vào web để đọc một cái tin, đúng không? Vậy thì bây giờ bạn sửa như thế nào? Bạn ấn vào nó, ấn vào cái thông tin này, bạn sẽ biết là bạn vừa ấn like cái này, thích một bài viết ở cầu thông tin đó. Nó lấy cái từ này cũng chả để làm gì đâu, mình cũng chả biết được. Sau đó các bạn vào đây là mình giờ thích này, sau đó vào những cái trang mà sở thích ấy, thì bạn sẽ nhìn được thấy hết những cái trang mà bạn thích. Nhưng mà ở đây thì đặc biệt nó không có hình, nên các bạn không, hình nó có thể gợi nhớ một cái gì đó, hoặc là những cái có lẽ liên quan đến cái công việc bạn đang cần làm này ạ. Vì thế là các bạn nên vào bằng cái cách một mà mình chỉ đó. Đây, hướng dẫn của mình chỉ đơn giản và ngắn gọn vậy thôi. Nói dài nói lan man nữa thì chắc là không thích. Nếu bạn thấy hay thì hãy like, subscribe channel YouTube của mình, và có câu hỏi gì muốn hỏi thì cũng có thể gửi về cho mình, và mình nếu như không biết thì mình sẽ cố gắng hướng dẫn các bạn bằng những thứ mà kiến thức của mình biết. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.